Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với Minecraft Crazy Craft. Và lần này thì mình đã xuất hiện. Ui chết rồi, mới vô mình bị con ong chết rồi. Lần này mình đã xuất hiện ở cạnh một heo làng. Con ong này. Ui chưa hết nó chích mình phát chết queo rồi. Ở đây có bé sói nè. Chui vô nhà núp tạm đi. Ô, cảnh của làng nhưng mà lại gặp nguyên một con ong các bạn ơi, hơi nguy hiểm một xíu á. Rồi, và ở đây có một cái quần sắt, một ít cái phôi sắt, và cái này dùng để chế tạo gì đây? Chìa khóa hả? Không biết dùng chìa khóa này để mở cái rương gì nữa, nhưng mà cứ nhặt tạm trong người đi, mặc cái quần vô cho đỡ sợ nè. Rồi. Ui đằng kia lại có ăn cướp nữa. Thôi thay mấy anh ơi, thay mấy anh ơi. Chạy ra khỏi con làng một thời gian các bạn ơi chứ. Ui còn quýnh bác dân làng nữa. Bây giờ mình không có gì trong tay hết á, tay trắng rồi, không có quýnh lại mấy thằng ăn cướp đâu. Không có ra đây nha, tao mà có kiếm nữa ha, tao quay lại tao đơm các người đây. Khổ ghê. Ui nó giếm mình tới cùng luôn kìa. Ui ăn cướp dí ghê vậy. Ui mấy bạn gái kìa, ui ở đây một đống luôn. Ui ở đây nhiều thật sự luôn á. Wow. Được á nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui nhiều lắm. Và đằng kia thì có con cua khổng lồ nữa. Ơi đừng nói là đợi. Rồi mấy bạn gái tắm biển bị con cua khổng lồ ăn thịt rồi. Ui nãy nó kẹp bằng kia bay một khúc luôn á. Ồ, khởi đầu vừa may mắn nhưng mà cũng có một xíu nguy hiểm. Tại vì mình vừa đối đầu với một đám ăn cướp này. Một con ong siêu to luôn. Và mình phải tập trung vào việc tìm kiếm đồ đạc trước cái đã. Chứ không thôi là mình hả bị ăn ngành hoài luôn á. Rồi tạm thời thì mình sẽ chặt hết cái cây này để có ít gỗ và chế tạo dụng cụ trước nha. Mình sẽ đào lại cái thân này đi. Rồi mình sẽ làm trước cho mình một ít cái đồ, chẳng hạn như là kiếm và cúp á. Rồi, giờ mình sẽ làm trước cho mình một cái cây kiếm. À không, kiếm thì hơi phí. Mình sẽ làm hẳn cho mình một cây cúp bằng sắt nè. Đó, đợi xíu có gì gặp kim cương thì đào. Một cây cây kiếm đi, một cây kiếm bằng gỗ. Ui có kiếm nhỏ nữa. Nhưng mà yếu xìu à, thôi làm kiếm sắt đi cho nó. Ủa kiếm gỗ đi cho nó mạnh. Rồi một cây rìu đi để mình chặt cây cho nó nhanh hơn nhá. Nhưng mà đang thiếu que để mình đổi ra que trước đã. Rồi làm một cây rìu giống như vậy. Đó, vậy là mình đã có được những thứ cần thiết rồi. Giờ thì mình có thể lấy lại cái bàn chế tạo nè. Và đi khai thác một ít. Hết hồn tôi đang cướp chứ. Và đi khai thác một ít cái đồ chẳng hạn như đá và than á. Bên kia thì có bướm, trong đây bướm nhiều lắm luôn á. Và bướm ở đây còn có cả một thế giới riêng cơ. Nên khi nào có rồi thì mình sẽ đi khám phá hết. Ui còn có con rắn biển nữa kìa. Trời ơi mấy nàng này tắm biển làm gì không biết nữa. Nguy hiểm vậy mà cũng gắng nhảy xuống dưới tắm cho được. Xung quanh đây không biết có cái hang nào để mình đi xuống khai thác không ta. Để mình đi một đoạn nữa coi có cái hang nào không nhá. À đây có cừu nè. Mình sẽ thịt cừu để lấy len và chế tạo giường nhá. Ồ có thịt luôn, sướng. Rồi xin một cái nữa. Sẵn tiện đây thì mình sẽ làm luôn cái giường luôn đi, một xíu đi cho nó tiện. Ủa mình đặt ngược rồi. Làm cái giường cũng ngược nữa, bó tay mình ghê luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi thôi. Chắc mình phải thịt thêm để lấy đồ ăn quá à. Chứ giờ mình đâu có đồ ăn trong người đâu. Sợ chết đói lắm. Đây nữa nè. Ui tính ra đây nhiều cừu lắm luôn á. Coi. À phía đây hình như có một pho tượng của ai nữa. Ui khối sắt kìa đúng không. Ừ đúng rồi, cái phần chân có khối sắt. Ồ được nha. Đây có cừu nè. Mình sẽ thịt cừu thêm để lấy thức ăn. Cũng như là heo nữa. Rồi hơi tội mấy bé này, nhưng mà đợi khi nào mình có nguồn thức ăn ổn định thì mình sẽ không sát sinh bừa bãi giống như vậy nữa đâu. Chứ nãy giờ mới vô mình chạy để trốn thoát mấy cái quái vật săn đuổi á, nó cũng đói meo rồi nè. Ăn một ít thịt cho đỡ đói coi. Ồ tính ra thịt cừu sống ăn cũng hồi khá các bạn. Rồi thịt thêm nè. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ áp sát và khai thác sắt thôi. Ui giờ mình không cần phải đi xuống hang đào chi cho mệt đâu. Lên đây kiếm mấy pho tượng á, đào là cũng được kha khá sắt rồi. Wow khối sắt luôn nha, chứ không phải là quặng sắt nữa. Sướng. Phòng biết trong đây có gì không. Ui có. Bên trong có phòng nè. Ui nhưng mà nó bị chặn rồi. Để mình đập cái này ra coi.
Wow, xịn sò con bò. Adventure backpack. Ôi, một cái ba lô nè. Ừ, ba lô con dơi nữa chứ. Một cái nhẫn gì đó mình chưa rõ nữa, nhưng mà cứ vứt những thứ không cần thiết đi. À, len thì có thể vứt nè. À mà quên, len trong đây rất cần thiết nha. Chơi đoạn đầu mình có thể sử dụng len á để làm những cái túi ngủ nha các bạn. Ở đây còn có đường lên nữa hay sao nè. Ờ đúng rồi, cái này là... Ê, chết rồi chết rồi. Mình lỡ đập cái cầu thang rồi. Đây đặt lại. Ồ, trên đây tối ôm mà. Mình không có thang nữa chứ. Mà tạm thời cứ leo lên trên để lấy đồ trước đi. Coi coi có đồ gì tốt thì mình sẽ nhặt hết. Ồ, đồ trong đây hình như nó rớt ra khỏi rương hay sao rồi nè. Trong rương trống lỏng à. Giờ mình sẽ chịu khó trèo lên trên để lấy hết đồ trước nhé. Hello mấy cưng. Mày không hết được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Ui giật hết cả mình á. Skeleton nè, một con. Rồi. Chỉ lên đây và nhặt thôi các bạn ơi, khỏi mở rương cũng được nữa. Ui, càng lên cao đồ càng nhiều nè. Nhưng mà giờ mình chặt rồi, để bây giờ mình thử đặt ba lô xuống coi nhét. Nhét vô trong được không? Ui, nhét vô trong được luôn. Và trong đây hình như nó còn có cái bàn chế tạo mini nữa nè các bạn. Ôi, tính ra bây giờ ba lô này tiện lắm luôn á. Mình cứ tạm thời nhét vô trong đi. Rồi sau đó mình sẽ lấy lại coi. Phát sáng luôn. Yay, cái ba lô này thật là tuyệt á. Vừa cho mình chứa đồ nè, vừa phát sáng nữa, cho mình khả năng nhìn trong bóng tối á. Mở thử xem. Mở được luôn. Ồ, đúng là ba lô xịn có khác. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới thôi. Đúng là pho tượng thật là tốt mà. À, và ở đây còn khá là nhiều mấy cái khối sắt nè. Để tạm thời mình sẽ khai thác hết một bên chân đi. Rồi khi nào cần sắt á, thì mình sẽ trở lại đây để khai thác sau cũng được. Tại vì cái pho tượng này đâu có dịch chuyển đi chỗ khác đâu mà sợ. Để coi còn hết chỗ, hết một phần này á, sẽ được bao nhiêu khối nha. Mình đoán là rơi vào khoảng 12 đến 16 khối á. Coi coi có đúng không? 13 khối á. Rồi tạm thời thì đi tiếp thôi. Ồ, có chức năng nhìn trong bóng tối thích vậy ta. Ở đằng kia có cừu kìa. Qua đây xíu coi. Bên kia thì có bướm. Mình nghĩ là với số sắt này á, thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp sắt đi. Đây mình sẽ đổi ra mấy cái phôi sắt trước nha. Rồi sau đó trở lại và trả thù thôi. Cái con ông hồi nãy nó chích mình á. Bây giờ mình sẽ trả lại và quánh nó nè. Cái tội dám chích mình đầu game hả. Rồi. Và kiếm á, thì mình cũng phải sẽ nâng cấp lên. Lên kiếm sắt luôn nha. Nhưng mà hình như mình hết gỗ hay sao. Để giờ mình sẽ lấy gỗ trong này ra. Đó, làm riêng cho mình một cây kiếm bằng sắt nè. Rồi, kế tiếp là một cây rìu bằng sắt chặt cây cho nó nhanh. Xong, giờ thì đã có những thứ tạm gọi là cần thiết. Sẽ... Ơ, đây còn có cây gậy gì nữa. À, cái này là cây gậy sấm sét nè. Một cái áo, đúng không? Ồ, cái áo quý sợ tộc các bạn ơi. áo đẹp quá à. Chắc mình sẽ mặc áo giáp sắt để chiến đấu đi. Còn áo đẹp thì mình sẽ đi dành á. Đợi dịp đặc biệt thì mình sẽ mặc thì nó sẽ ok hơn. Rồi, ở đây còn có cây kiếm 5 sức tấn công. Kiếm này 6 sức thôi. Dùng kiếm 6 sức tấn công vẫn tốt hơn. Rồi, trở lại đằng kia và trả thù mấy cái con mà dám quýnh mình lúc nãy thôi. Ủa, đằng kia có nhà của ai kìa. Chưa, để mình ghé bên kia mình coi coi nhà của ai trước nha. Nhảy xuống nước. Tẩm. Có nước á thì mình sẽ không sợ bị mất máu đâu, nên cứ thoải mái mà nhảy. Ui, cái này không phải cái nhà, cái này là cái lồng spawner trong này nè. Có quái vật rộng luôn. À không, con cừu. Trời ơi, lồng spawn con cừu. À không, cái này là spawner của mấy cái hồn ma. Ý, có chuột. À, có spawner của con chuột nữa. Bé cụ đi ra. Con chuột nhắt này dám cắn mình. Hồn ma nè. Này thì hồn ma đập hết luôn. Hết hồn đứng đâu spawner của cừu chứ. Ở đây có cái san ọt hả? Muối hả? À, cái này là rương, lượm được nè. Đuốc, than, giường. Giường thì mình có rồi nên sẽ không cần lượm. Một cái xô nước. Ok, mình có 5 cái xô trong người luôn á. Có cái lò nè, lượm luôn đi. Rồi, và sẵn tiện đây mình sẽ múc sẵn xô nước phòng ngừa nha. Chuột nè, định cắn hay gì? Này thì... Ui, như chuột ăn thịt cừu gì á? Cái gì chuột mà ăn được con cừu bành kỳ luôn? Ui, game này đúng là crazy rap rồi. Chuột mấy xíu mà ăn thịt cừu chứ. Bò tài luôn á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đặt cái giường xuống nè. Ngủ một phát.
À, trời ơi, sướng ghê luôn á, mới vô mà gặp được quá trời đồ xịn nè. Mấy cái con nào đầu game dám quýnh mình đâu. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Và trên đường về nếu mà mình gặp con nào mà săn đuổi mình sẽ phản đàm lại luôn nhá. Không trốn chạy như lúc nãy nữa đâu. Thời thế đã thay đổi rồi. Và rồi, giờ thì trở lại ngôi làng con nào. Ừ, hình như ban ngày mấy con chuột nó nhát hơn hay sao á, không dám cắn mình nữa rồi. Hồi nãy ban đêm á, nó cắn mình mấy hit, mình giận quá, mình đơm hết trơn rồi. Bên kia có mấy bé sói kìa, khi nào mà mình có nhiều xương á thì mình sẽ thuần phục nguyên một đàn sói để dẫn đi khám phá, như vậy thì tiệc hết sảy luôn á. Rồi giờ thì trở lại ngôi làng thôi. Cái hồi nãy hình như có một con ông chúa thì phải á, nó đâu ở gần gần trung tâm ngôi làng ấy, và kể cả những tên ăn cướp nữa. Đâu ăn cướp đâu, lại đây trả thù nào. Ủa giờ mấy tên đó trốn đâu hết trơn rồi, ở đây còn có cái súng gì nữa nè. Ủa gì đấy, ăn cướp, ăn cướp nè. Như cái này là cái cổng di chuyển thì phải các bạn ơi. À nó kiểu như cổng di chuyển nè đó. Ủa cái này là sao xóa đây? Ồ hay vậy ta, cái này giống như cái cổng di chuyển vậy á. Ui, định quýnh mình hả gì, định quýnh mình hả gì? Cắt bớt những thứ không cần thiết vô trong đi, để mình có thêm không gian á. Định, à định quýnh lén, mình quýnh lát chạy mất tiêu. Đúng rồi, à, quay lại hả? Lại đây, lại đây, lại đây. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Mấy tên này nhát hết hà, quýnh mình cái mình quýnh giờ choáng hay sao, chạy mòng mòng rồi cơ. Này thì ăn cướp nè, còn non lắm anh bạn. Rồi giờ thì mình sẽ chui vô đây để cho an toàn, rồi sau đó mình sẽ cất đồ vào trong nha, để cho gọn gàng xíu á. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục đi khám phá xung quanh đây. Trong đây không có chức năng sắp xếp đồ ta. Mình sẽ lấy ra kiểu như là thức ăn nè, thịt zombie không cần có thể vứt ra. Rồi sau đó tiếp tục đi thôi. Cạnh đây á có nhà của bác Hự. Ủa bác Hữu Hư, để mình vô đây mình xin một ít cái quyển sách, sắp tới có gì còn làm bàn chế tạo bàn anh cha nữa chứ. Ăn một ít đồ ăn coi. Rồi sau đó tiếp tục coi coi con ông chúa hồi nãy đâu rồi, dám chích mình hả? Con ông đâu, hình như con ông nó bỏ đi rồi. Chắc là con ông nó bỏ đi rồi đó các bạn ơi. Ở đây có cái hang nữa nè. Xa xa kia có kim cương không? Hình như trong đây kim cương nó spawn dễ gặp lắm á. Đây lại là một cái hang nữa. Giờ thì mình đã có khả năng nhìn trong bóng tối rồi, nên cứ khám phá mấy cái hang thoải mái hả. Và hình như ngôi làng này không có cái nhà bác thợ rèn hay sao rồi. À đây nè, nhà bác thợ rèn nè. Ồ được 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 được, vô nhà bác thợ rèn. Ủa nãy vô nhà bác thợ rèn rồi mà, mình xin được cái ủng bằng sắt đúng không? Đúng rồi đúng rồi, quên mất. Mình hậu đậu à, lấy đồ của bác thợ rèn xong giờ còn định vô chôm thêm một ít nữa, bó tay mình luôn á. Rồi để bây giờ mình sẽ lấy một ít sách đi rồi mình sẽ đi tìm nơi khác để sống nha, chứ sống gần ngôi làng thì ồn lắm, mấy bác này tối ngày cứ ò hoài à, ngủ không yên luôn á. Ồ hình như đây có mấy con, à đây đây có tổ kiến nè. Này thì kiến à, dám chích mình sẽ lập chôm nguyên cái ổ kiến mình chạy luôn. Rồi và ở đây có mấy cái đồng tiền nè, đồng tiền. Ui ui, đồng tiền quýnh phát được viên kim cương dễ vậy. Wow, một phát mà có kim cương luôn. Ở đây mình có cái thảm nè, với cái thảm này thì chúng ta có thể chế tạo được một cái túi ngủ nha các bạn, rất là tiện luôn. Chẳng hạn như vậy nè, mình sẽ đặt một cục len lên. Đó, mình sẽ được một cái sleeping bag. Cái này hình như khi mà mình ngủ á thì mình sẽ có thể đặt xuống nè, đập ra thì nó sẽ không mất cái điểm mình ngủ lúc đầu ấy. Chẳng hạn mình ngủ ngoài làng đúng không, mình đi khám phá mình đặt cái giường ngủ xuống thì mình sẽ dẫn luôn cái điểm spawn ở ngay ngôi làng ấy, rất là tiện khi mà đi khám phá. Nhưng mà gần biển thì nhiều mấy cái bạn gái quá à. Nhưng mà bạn gái đang bị nguy hiểm kìa, không biết có nên ra ngoài để cứu không nữa. Ui hai con kia tranh giành bạn gái hay sao á, cắn lộn rồi. Mất tình nghĩa anh em rồi. Thôi kệ mấy tên đó đi. À, giờ mình sẽ đi cặp mé theo khu vực này. Mình muốn sống ở cái khu vực đồng bằng hơn là mấy cái chỗ gần bờ biển như vậy á, rất là phức tạp luôn.
Nhưng được cái lợi đó chính là có rất là nhiều bạn gái nha. Ôi đây có mấy bạn gái bị mắc kẹt nữa nè. Để mình giải cứu mới được. Mấy bạn này bị mắc kẹt vô cái ổ tơ rồi. Đây đi ra để lập cứu nha. Rồi xong rồi đó. Lập cứu cho mấy bạn gái rồi. Có bạn nào chịu đi theo không nè? Ui, chịu hả? Chịu hả? Ui đúng không? Đúng không? Hình như chưa chịu đó ông ơi. Mình đâu có cho người ta cái gì đâu. Người ta chịu đi theo mình. Ở đây vẫn còn mấy bạn gái nữa. Nhiều vậy ta? Nhiều thiệt sự luôn á. Và hình như mấy bạn gái này thích hoa hay sao á. Ở đằng kia cũng có hoa nữa kìa. À đây đây đây, hoa hồng đây, hoa hồng đây. Wow, quá trời hoa hồng luôn. Để mình coi coi mình có cua được bạn gái nào không nhá. Đây, bốn bông luôn nè. Mình sẽ... Hồi bạn này mình không thích. Bạn kia thì... Hay là mình cua bạn bên đây ta. Nè nè nè, bạn này nè. Ui, bạn này nhìn có vẻ dễ thương này. Được, được, được. Đây, mình sẽ lên mình tặng hoa. Ui trời, mới thấy hoa nhảy từ từ đổ cây xuống luôn. Thôi nàng này không được, phải con gái phải từ từ giống như nàng này nè. Đó, ngại ngại hả? Thôi đừng ngại mà, đây nè. Ui cái gì, sao lại xuống nước rồi? Lên đây lên đây lên đây với Lộc, lên đây với Lộc. Rồi mặc đồ đàng hoàng vô đi, mặc đồ đàng hoàng vô đi, rồi Lộc tặng hoa. Trời ơi mặc bikini thôi thôi mặc đồ đàng hoàng đi, cho tặng hoa nè, mặc đồ đàng hoàng đi. Ui nàng này đeo vàng cấp người luôn, thôi cài tặng hoa luôn. Konnichiwa. Ui chịu luôn nè. Một hoa là được một nàng hả? Ui nàng này khó quá, thôi mình dắt một nàng thôi. Tại vì khi mà quen bạn gái á, thì chúng ta không nên kiểu như là bắt cá nhiều tay nha các bạn. Mình đi theo mình chưa, đi theo mình chưa? Cô Reven. Ôi được rồi nè. Ê đừng 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 quýnh bạn, đừng quýnh bạn. Ui đừng 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 quýnh bạn mà. Đừng. Ôi chị em với nhau đừng có quýnh. Bó tay luôn á. Rồi bạn có đi theo mình không? Ủa hiển tim rồi sao không đi theo mình hả? À kìa có kìa có kìa. Ồ được được. Vậy là mình hết cô đơn rồi nha. Được á. Rồi giờ thì tiếp tục hành trình đi tìm một cái vùng đồng bằng để sinh sống thôi. Cạnh đây còn có mấy pho tượng nữa nè. Tính ra cái khu rừng gỗ băng sam này to lắm luôn ấy. Đi cả buổi rồi mà vẫn chưa thoát ra được nữa. Ui mình đói mất tiêu rồi. Để coi coi trong người mình có than không. Than than. À đây nè có than. Ok chắc bây giờ mình sẽ dừng chân ở đây á. Rồi nung một ít thức ăn đi. Rồi ăn no bụng rồi mình sẽ tiếp tục lên đường nha các bạn. Trong lúc chờ đợi á, thì mình sẽ chế tạo một ít cái vũ khí cho cái cô bạn gái này nha. Tại vì cô bạn gái vẫn có thể chiến đấu giống như mình vậy đó. Rồi ui đâu vậy đâu vậy. Lại đây nè. Trời ơi. Để bây giờ mình sẽ... Ủa sắt mình đâu rồi ta? Đây nè. Sẽ lấy ra hai sắt để mình làm cho nàng này một cái kiếm bằng sắt nha. Rồi kiếm sắt cho nó xịn hẳn. Đây, cầm kiếm lên. Đó, vậy mới được chứ. Rồi giờ thì đó, mình được bốn cái nè. Ăn cái này để coi hồi nhiều hơn không nha. Win, một phát một hồi một đống thức ăn luôn. Được, được. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi xung quanh đây coi. À, ở đây có một cái con ong nè. Cái con ong lúc đầu game mà nó chích mình á. Lại đây con ong kia. Lại đây ong hả, ong hả, lại đây chích mình. Ui trời ơi, vẫn chích được. Như nó chích một phát không có bị sao đó, hai phát mới bị chóng mặt. Ôi con này nó thông minh quá hả, nó chích một phát cái nó. Ui cô bạn gái đừng manh động nha, nó mạnh lắm ấy. Hình như nó ngán cô bạn gái rồi. Ừ, đúng rồi có bạn gái cái bảo kê mình luôn á. Thôi vô trong đi, vô trong đi, kệ kệ con ong đó đi. Khi nào nó vô bờ thì mình sẽ quánh nó sau. Chứ giờ nó ngoài ngoài đó thì sao mình quánh được. Đúng rồi kệ mà kệ bơ nó luôn đi. Định trả thù nhưng mà nó thông minh quá à. Nó chơi nó bay á. Rồi giờ thì chắc mình sẽ lấy tạm một ít cái đồ ăn này và tiếp tục đi thôi. Đây được 6 cái nè, ăn tạm cũng được. Rồi khi nào tới đồng bằng thì mình sẽ tiếp tục nung sau nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình tìm được một cái vùng đồng bằng rộng lớn để sinh sống nha. Trên đường đi thì mình gặp hai tên cướp này. Tên cướp quýnh 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 cô bạn gái ơi. Ui đâu ra đông vậy. Chết rồi, gặp đông quá cô bạn gái bỏ mình rồi, không quýnh tiếp mình rồi. Quýnh mấy tên này nè, đừng có đi theo Lộc nữa. Quýnh quýnh tiếp đi, quýnh tiếp đi. Trời ơi, bạn gái gì thì toan mình rồi. Ấy. Này thì quýnh ai hả anh bạn? Ôi, hồi nãy còn sung sung đứng lên bảo vệ mình mà giờ sao kỳ vậy?
Thôi để bây giờ mình sẽ đặt cái túi ngủ này xuống trước các bạn ơi, rồi mình sẽ ngủ á. Ủa? Ủa? Ủa sao túi ngủ? Ngủ không được? Kỳ vậy? Ôi túi ngủ dở rồi. Trời ơi. Thôi kệ, mình đặt cái giường xuống mình ngủ cũng được. Cứ tưởng cái túi ngủ là đặt xuống được ngủ chứ ai về không cho dùng rồi. Thôi kệ không sao, giờ thì lấy ba lô và tiếp tục đi thôi. Và phía trước mình hình như còn có một ngôi làng nữa hay sao kìa. Đúng không ta? Ừ đúng rồi, một cái ngôi làng. Wow, và ngôi làng này cũng có cái tường thành nữa chứ. Có vẻ khá là an toàn đây, rất đáng để sinh sống. Và đây là một cái ổ kiến. Giống nhau không? Ổ kiến đen thì mình có rồi nên mình chỉ lấy một ổ thôi, không có lấy quá nhiều đâu. Và bây giờ mình sẽ chui vô trong ngôi làng nha. Hy vọng ngôi làng này có cổng vào. Ủa? À, thì ra đây là cái con đã chặt gỗ nè, đó 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 đó. À, cái con này phá rừng, phá rừng. Con kỳ cục hà lợi phá rừng. Phá rừng, phá rừng nè, cái tội phá rừng. Ô, nhưng mà mình nghe tiếng con quái vật. Ồ, nó bay đâu mất tiêu rồi. Đây là cây cây gì đây? Cây là cây kiwi, kiwi. Ồ, cạnh đây còn có cây kiwi nữa. Thôi, nếu mà đường vào khó tìm quá thì chúng ta nên dùng cách thủ công đi. Đập tường vô nhà. Ủa vô làng các bạn ơi. Đấy đấy, vô vô bạn gái ơi. Vô vô vô, đúng rồi, hay lắm. Giờ mình sẽ đặt lại cái này. Đóng lại, đó, không có gì hết nha. Vậy là mình đã tham quan. Ủa vô, đột nhập được ngôi làng rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tham quan. Ở đây có bác dân làng thủ hư nè. Bác không có đổi gì hết. Đổi lá bàn. Không đáng để đổi. Vậy bên đây thì sao? Nhìn trên bản đồ thì hình như chỗ này có nhà bác thợ rèn phía trước mặt mình luôn nè. Cô bạn gái thôi, đừng đi lạc nha cô bạn gái. À đây, cô bạn gái ở đây, không sao. Mình sẽ nhảy lên nóc. Ây da, đau quá. Nhảy lên nóc không được rồi. Vậy đi đường này đi. Miễn sao mà mình trèo lên trên cao nè và vào được nhà bác thợ rèn là ok à. Đó, vậy là lên cao rồi đúng không? Nhưng mà chỗ này nó không được gọi là đồng bằng. Mình thích sống ở đồng bằng hơn kìa. Ngôi làng này ở kiểu như đồi núi á, rất là khó đi leo trèo luôn. Wow, có rừng, có rừng. Ta-da. Được hai trái táo, một cái yên cưỡi nè. Chẳng phải cắt đồ thêm rồi. Mình sẽ cắt bớt một ít đồ vô trong đi. Đó, mình sẽ lấy cái crystal này, yên cưỡi, táo nè. Rồi, mầm cây lấy luôn đi, lỡ lấy hết. Và bên trong ngôi làng á, có mấy nhà bác hữu hư như vậy. Rồi mình sẽ ghé qua để khai thác mấy cái kệ sách á. Vì kệ sách khá là cần thiết trong thời gian sắp tới để mình còn nâng cấp vũ khí nữa chứ. Xong, sau khi lấy thì mình sẽ tiếp tục đi. Và cô bạn gái của mình đã hồi 80 máu rồi. Tính ra mấy cô bạn gái này hồi máu nhanh ghê luôn á. Hồi nãy mới còn sáu mấy máu, giờ 80 máu rồi. Ủa, đây là con gà lôi nè. Ở đây cũng có gà lôi nữa cơ. Trời. Và phía xa xa là một cái ngọn núi thì phải, nhìn trên bản đồ á. Vừa đúng rồi, ngọn núi nè. Rồi lên đây. Ok, ở đây có thang thì mình sẽ ấy luôn. Và đây là cái gì đây? À, cái này khi mà mình khai thác á, mình sẽ kết hợp nó với một cái xô nước á các bạn ơi. À, giống như vậy nè, mà mình mất cái xô nước rồi. Đó, để một cái xô nước vô thì nó sẽ tạo ra một cái quả trứng triệu hồi ra tên cướp á. Mà thôi đi, ai lại triệu hồi ra một tên cướp làm gì? Bên đây là con, hình như là triệu hồi ra con bướm nè. Còn bên đây là con gì đây? Ơi, triệu hồi ra bạn gái. Wow, một cái khối đó có thể triệu hồi ra bạn gái luôn. Để mình coi coi cái xô mà nãy mình có nhớ trong người mình có cái xô mà ta. Ủa cái xô mình mất tiêu rồi. Ở đây đây, cái xô của mình đây. Bước ra để lấy cái xô trước đi. Rồi sau đó mình sẽ múc một cái xô nước. Và mình có thể triệu hồi ra một cô bạn gái luôn. Ở đây là triệu hồi ra con vịt. Thôi không triệu hồi ra vịt đâu, triệu hồi bạn gái sướng hơn. Bên đây thì sao? Triệu hồi ra con heo. Đây tiếp tục là đồi núi nè. À, trên kia có nước kìa. Ồ, để mình ăn vô một cái. Rồi lên múc cái xô nước để làm ra quả trứng đó nha. Và khi nào mình tìm được vùng đồng bằng đi, rồi mình sẽ triệu hồi bạn gái sau. Chứ giờ triệu hồi bạn gái thì cũng đi lông nhông giống mình à. Mình không muốn như vậy đâu. Ở đây là khu rừng nữa hả ta? Ok, để bây giờ mình sẽ thử băng qua cái khu rừng này, coi coi có dẫn tới cái vùng đồng bằng nào không nha các bạn.
Ui trời trời. Ui cô bạn gái mình mới đi ngang nguyên một đàn kiến không còn con nào luôn kìa. Không dữ vậy. Trời ơi. Yểu điệu thục nữ xíu đi. Cổ thân với con kiến kia đứng mới đứng ở đó nhìn mình à. Quay lại một phát nó chết hết rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm một cái vùng đồng bằng để sinh sống nha các bạn. Ui ở đây có cái con này nè, để mình thử mình đơm nó thử. Ui cô bạn gái ơi bình tĩnh, con đó nó mạnh lắm ấy. Sea Viper hả? Mình sẽ chiến đấu cùng cô bạn gái, không được tiêu diệt bạn gái của tôi. Này 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 thì Sea Viper, cố lên cố lên cố lên, đừng hy sinh nha. Mình sẽ quýnh tiếp, mình sẽ quýnh yểm trợ của bạn gái này thì Sea Viper. Cố lên đừng, được rồi được rồi. Yes. Hay lắm cô bạn gái ơi. Ôi cố lên đừng 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 hy sinh nha. Ui cô bạn gái mình còn hai máu hả? Thôi đi lên đi, bỏ 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 bỏ, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh lại. Cái cãi con cua đó lập làm được. Trời ơi còn hai máu, dưỡng dưỡng thương đi, dưỡng thương đi. Cô bạn gái mình sung quá à, còn hai máu cũng muốn thịt con cua này bằng được nè. Để mình thịt con cua này giùm. Rồi wow, con này nó rơi ra đồ xịn nè, cái này rất là cần thiết để mình chế tạo trong thời gian sắp tới đó. Và ngoài ra nó còn rơi ra một cái áo enchant nữa cơ. Đây một cái áo enchant nè, rất là xịn. Rồi tạm thời thì mình sẽ đi tiếp nhá. Mình đi qua bên kia nhưng mà nàng này không có di chuyển theo được á, nên mình bắt buộc phải đi bộ rồi. Kệ không sao, đi bộ tìm giùm đất đồng bằng cũng được. Ừ, hay là để bây giờ mình sẽ thử dùng cái cây này ta. Bắn ở đây một cái nè. Ấy hay. Ơ chết rồi chết rồi. Ủa mắc kẹt mắc kẹt mắc kẹt. Ui ui ghê vậy ghê vậy. Bắn ở đây một cái, bắn bên kia một cái. À, để bây giờ mình sẽ thử dịch chuyển nha. Ui cô bạn gái mình đâu rồi? Ê ê ê. Ô no. Ui rồi cách này không khả quan cho lắm, cô bạn gái mình về làng mất tiêu rồi. Ôi cô bạn gái về làng luôn rồi. Cái điểm này làm sao xóa ta? À, bắt buộc phải ấy rồi. Chán ghê luôn á. Đi cho đã, rốt cuộc cũng dịch chuyển về làng à. Thôi kệ không sao, giờ mình sẽ ngủ một giấc tại làng đi. Rồi sáng thức dậy á, thì mình sẽ lên đường để tìm một cái vùng đồng bằng nha các bạn. Ui, mình thấy một đàn kiến đỏ nè, và như đây 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 chính là cái ổ kiến đỏ, để bây giờ mình sẽ nhặt vô nha. Đó, nhặt ổ kiến đỏ trước đi. Tại vì ổ kiến đỏ rất là cần thiết để mình có thể dịch chuyển vào thế giới kiến đỏ. Kiến đỏ nè. Được rồi, lấy ổ xong chạy. Và bây giờ mình vẫn chưa có tìm được cái vùng đồng bằng nào hết á. Và cái địa hình này có vẻ nó đã thấp hơn vùng hồi nãy rồi nè. Hy vọng rằng cái vùng đồng bằng nó sẽ không còn quá xa mình nữa. Rồi giờ thì tiếp tục đi tìm nó thôi. Ta-da. Ui bên đây gì đâu mà quá trời mấy bạn gái luôn nè. À không, cái này rơ ven tướng đâu. Anh bạn nào chứ. Ý ui thôi 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 thôi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, đừng 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 mà rồi. Thôi mà đừng đừng đi 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 thôi đi thôi, là không ở đây nữa đâu, đi 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 đừng quýnh nhau nữa. Trời ơi cô bạn gái của mình ơi hung dữ một xíu á, các bạn thông cảm nhá, gặp ai gặp bạn nào cũng quýnh được á, kỳ cục kẹo à. Thôi đi thôi đi thôi, đừng kiếm chuyện với người ta nữa. À, ở đây 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 có con bọ nè. Bọ hả? Bọ này, con bọ này khỏe lắm, nó mấy máu lận. Oh no. Ôi con kia nó khỏe cực luôn ấy. Bỏ rồi bỏ rồi, hình như cô bạn gái mình quýnh chết hay sao rồi. Hên quá hên quá. Ui hên ghê á. Mà đồ trong ba lô nó cũng rớt ra ngoài luôn kìa, đúng không? Ui chết một phát, một đồ văng tứ lung tung hết á. Còn cái ba lô nè, coi có giữ đồ trong trỏng không. Ui đồ trong ba lô khi mà mình chết á, nó cũng rơi ra ngoài luôn. Còn đâu vậy, cao gót đâu tùm lum ở đây vậy? Nó có cần gì cao gót đâu.
Mấy con kia nó khỏe ghê á. Ủa vậy là mình mất hết đồ luôn hả? Ủa kỳ vậy ta. Chết phát cái nó mất hết đồ rồi. Thôi kệ đi, đỡ mất thì thôi chứ sao giờ. Mình sẽ lấy lại cái ba lô này nhá. Hơi tiếc tiếc một xíu á. Mặc lại áo giáp trước đi. Rồi. Tự nhiên xui xui gặp nguyên một cái con mantis kia luôn á. Thôi giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cái vùng đồng bằng nha các bạn. Hơi xui mới gặp có một con mình đã bị đánh bại, giờ gặp nguyên một cái chỗ spawner của mấy cái con bọ nãy luôn kìa. Trời ơi. Nguy hiểm thiệt luôn á, né né ra một xíu. Và như trước mặt mình là một cái vùng đồng bằng đúng không? Mình thấy ít cây lại rồi kìa. Đồng bằng đi, đồng bằng đi. Đúng rồi. Đồng bằng đây rồi, được được định cư rồi các bạn ơi. Tuyệt vời tuyệt vời. Ở đây còn có chỗ gì nữa nè, để mình lại đây coi coi. À đây là nhà của mấy anh người lùn. Mấy này cũng khá là thân thiện á, không có quánh mình các bạn ơi. Uầy được thế nhờ. Ok chắc mình sẽ không dành nơi ở của ảnh đâu, và mình sẽ tìm một nơi nào đó trống trải hơn. Và đây là bò Enchan. Như một đàn bò Enchan luôn. Wow được thực sự. Để coi coi giờ mình nhiều đồ quá à. Để mình đặt xuống mình nhét ít đồ vô trong nha. Chẳng hạn như là mấy cái khoáng sản. Thôi thân thiện đi, mình người mới mà. Cô bạn gái này thì tình mình không biết nói gì luôn với cô bạn gái của mình luôn ấy. Gặp ai cũng cà khịa, gặp ai cũng quánh được. Hết thuốc chữa rồi. Và ở đây còn nguyên một đàn này, để sắp tới mình sẽ nhân giống cái đàn bò anh cha này lên nhá. Hy vọng bò anh cha anh vẫn ăn cỏ, ủa ăn lúa bình thường để không hồi. Mình không có đủ ăn mà nuôi luôn á. Rồi tạm thời thì mình đã tìm được một nơi khá là lý tưởng để sinh sống. Và đằng này còn có mấy tên cướp nè, mình sẽ lại tiêu diệt trước đi để trả lại sự bình yên cho nơi ở mới của mình. Ăn cướp đi chỗ khác mà kiếm ăn nha, không là ở đây kiếm ăn được đâu, tại vì mình sẽ làm chùm của này. Mình sẽ làm chủ của đàn bò này luôn nha, không được gớ vào đâu. Và ở đây còn cạnh biển nữa cơ, nó chỉ cạnh thôi chứ không có sát biển nên cũng không quá phiền phức, nhưng mà vẫn còn ăn cướp nè. Ui dám quýnh bạn gái của mình, tên này cả gan quýnh bạn gái của mình hả? Ok tạm thời đã ổn rồi đó. Vậy là chúng ta đã có nơi để định cư trong thời gian sắp tới rồi. Như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có một cái khởi đầu khá là suôn sẻ, nhưng mà mình chỉ tiếc cái mớ đồ hồi nãy mình làm rớt thôi à. Uổng ghê luôn á. Ok đi, dù sao nó cũng mất rồi. Và trước khi kết thúc video á, thì các bạn cho mình xin một cái lệnh, đó chính là game rule keep inventory nhá, để sắp tới á, khi mà mình đánh những cái con boss á, thì tránh trường hợp mà mình làm mất đồ quan giống như hồi nãy. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.